Dahan Phương Oanh, từ thí sinh bị loại ở vòng gửi xe đến viên ngọc Á Đông tại thị trường quốc tế. Phương Oanh sinh năm 1999, Dahan là nghệ danh của cô khi hoạt động tại thị trường nước ngoài. Để được chọn diễn cho các tuần lễ thời trang danh giá và thương hiệu thời trang nổi tiếng, chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Nhưng với Phương Oanh, chỉ trong 2 năm xuất ngoại, cô đã sải bước tự tin trên những sàn catwalk đáng mơ ước, tiếp tục tạo dấu ấn ở thị trường thời trang quốc tế. Hành trình nỗ lực một mình ở xứ người của cô gái Việt nhằm tạo nên những dấu ấn đẹp cho thời trang Việt quả thật đáng ghi nhận và cổ vũ. Sớm bị loại khỏi cuộc thi người mẫu Việt Nam Next Top Model 2017, Dahan Phương Oanh sớm thất bại ở cuộc thi Việt Nam Next Top Model 2017. Tại thời điểm đó, cô được cho là còn quá xanh và non để tham gia vào thị trường người mẫu. Thậm chí có thí sinh còn cho rằng Dahan có gương mặt xấu và không phù hợp với ngành thời trang Việt Nam. Trước khi ra về, Phương Oanh đã từng nức nở. Khi em phải về thì em sẽ cho ban giám khảo thấy rằng ban giám khảo đã phạm sai lầm rất lớn khi loại em khỏi cuộc thi. Em cảm ơn. Chỉ một thời gian ngắn sau, Phương Oanh đã thành công chứng minh rằng những lời nói đó không phải là sự cố đấm ăn xôi, đầy hằn học của một kẻ thua cuộc. Sải bước tại các show diễn đẳng cấp. Dù thất bại tại Việt Nam Next Top Model 2017, nhưng Dahan Phương Oanh không hề nản chí. Cô không bó mình trong việc hoạt động tại thị trường Việt Nam mà quyết định đi ra biển lớn. Hiện nay, cô đang ký hợp đồng người mẫu với hai công ty nổi tiếng tại London và Milan. Tại thị trường quốc tế, Phương Oanh lấy nghệ danh là Dahan. Ngay sau khi bước chân ra thế giới, Dahan Phương Oanh đã ngay lập tức có được những hợp đồng lớn, hợp tác cùng các thương hiệu đình đám như Fila, Stella McCartney, MM6, Maison, Margiela, Gucci và mới đây nhất cô đã có cơ hội sải bước trên sàn diễn thời trang của Dolce & Gabbana. Xuất hiện trên trang chủ của Gucci, Dahan Phương Oanh là người mẫu gốc Việt đầu tiên có cơ hội xuất hiện hiên ngang trên trang chủ của Gucci để quảng bá cho mẫu túi Gucci Diana. Thông tin này khiến giới mộ điệu Việt vô cùng tự hào về tài năng của người mẫu sinh năm 1999. Ghi tên mình vào hồ sơ người mẫu Modern.com. Dahan Phương Oanh là một trong số những người mẫu Việt đầu tiên có hồ sơ hình ảnh trên website Modern.com, trang web được gọi là bách khoa toàn thư của giới người mẫu. Để được có thông tin trên trang này là một niềm vinh dự với bất kỳ người mẫu nào trên toàn thế giới. Xuất hiện trên trang Vogue Thái Lan, Vogue dù ở bất kỳ phiên bản nào đều được coi là kinh thánh thời trang. Để có thể xuất hiện trên tờ tạp chí này, các người mẫu phải được thừa nhận về tài năng, đồng thời xây dựng được thương hiệu nhất định. Vậy mà bông hoa núi rừng Tây Bắc Dahan Phương Oanh đã đạt được thành công này ở tuổi 22. Trong lần hợp tác với Vogue Thái Lan, nữ người mẫu đã diện gần 10 bộ trang phục với phong cách cổ điển của Chanel và Versace. Hình ảnh mạnh mẽ của cô gái trẻ đã nhanh chóng đạt được sự chú ý của giới thời trang xứ Chùa Vàng. Đời tư của Phương Oanh. Hiện nay Phương Oanh chưa công khai hẹn hò với bất kỳ ai, cô khá kín tiếng về đời sống riêng để tập trung sự chú ý của truyền thông vào các hoạt động làm mẫu của mình. Ở thời điểm hiện tại, Phương Oanh có thể được coi là mẫu Việt thành công nhất khi tham gia thị trường quốc tế. Chắc chắn sau thành công của cô, làng thời trang Việt sẽ có nhiều chân dài nữa đổ ra biển lớn. Bên cạnh đó, sự thành công của cô gái trẻ còn là minh chứng hùng hồn cho câu nói sống là không từ bỏ. Bởi lẽ nếu thất bại ở Việt Nam Next Top Model 2017 khiến Phương Oanh chùn bước, thì làng mẫu Việt đã không có một cô người mẫu đang sải những bước xâm lược làng thời trang thế giới. Còn làng mẫu thế giới cũng sẽ thiếu đi bông hoa bang Dahan với vẻ đẹp vô cùng khác biệt.